chữ tình. Mộng ngày xưa hồng trần hoang anh, ngồi soi bóng gương chờ mong ai. Trường Giang nay sóng gió về đâu, ngàn tình tú chỉ là giấc mơ. Bao yêu thương ngọt bùi cùng chia xa, khó quên sao nụ cười của anh. Thế nhân ơi, làm sao uống cho cạn chén tình. Giờ lời ta hẹn ước, nguyện cùng nhau vượt qua sóng gió. Giấc mơ thiên thu tình mãi không
Rồi, ok luôn em. Ok. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ quay lại với con game Võ Lâm Quần Hiệp Truyện. Một con game rất là hay về thể loại game kiếm hiệp của Tung Của. À, hôm bữa có bạn hỏi mình link download của con này à, thì nếu mà các bạn theo dõi cái kênh YouTube thì mình có up kèm cái phần mô tả của video. Bạn nào có thể tải, muốn tải thì có thể là lên cái kênh YouTube tải. Kênh YouTube của mình là Snack nhé, không có chữ gaming. Snack thôi. Nhà con game này hay nhỉ. Ngồi nghe nhạc tới cuối buổi. À, tải game này. Đâu rồi, file save chúng ta đâu rồi? À, này phong. Ok. Thì cái clip trước của mình up lên YouTube thì bị đánh bản quyền. Trong đây có một số cái bài nhạc là có bản quyền mà cũng rất là khó. Vì nhạc nó khá là hay, tắt thì khá là uổng. Rồi, tóm tắt cốt truyện phần trước một chút thì đây là nhân vật của chúng ta, Gia Cát Quân. Rồi. Thì ở phần trước á thì nhân vật của chúng ta đang trên đường tới thành Lạc Dương để ngắm tượng của gọi là gì? Một thần tượng từ nhỏ của mình, đó là giảm tiếng xuống rồi đã. Đó là cái gì à, vô danh tiền bối Tiểu Hà Mễ. Đấy, thì trên đường đi chúng ta đã gặp một đại hiệp. Đây là Cốc Nguyệt Hiên. Đấy, cái này Cốc Nguyệt Hiên. Đại đệ tử của Tiêu Dao Cốc đời thứ tư, nội lực tu vi tinh thuần, chuyên tâm công phu quyền trưởng. Thái độ làm người đoan chính, nhã nhặn, đoan chính nha. Một thân chính khí, thường ngày hành tẩu giang hồ, giữ gìn chính nghĩa, dùng tiêu giao quyền dẹp việc bất bình ở Thiểm Bắc, đơn thân tiêu diệt Thiểm Bắc thập tam nhạn. Đó, tức là ở phần trước á, thằng này nó đã hỗ trợ cho mình giết 13 tên cướp Thiểm Bắc. Thì sau đó thì nó cùng mình đi đến Lạc Dương thì bị sư thúc của nó, có hình thằng sư thúc không? Thì sư thúc của nó hạ độc mà, chưa có hình thằng sư thúc. Hình như là Huyền Minh Tử thì phải, đó, thì hạ độc. Thì Cốc Việt Hiên nó mới đưa mình về Tiêu Dao Cốc. Thì về Tiêu Dao Cốc thì gặp ông này, Vô Hà Tử. Đấy. Trưởng môn phái Tiêu Dao đời thứ 3, tuổi gần 70, võ học cực cao, các tiền bối cao thủ từng giao đấu đều đã đi về cõi tiên, không còn ai biết được cảnh giới võ công của ông. Ở trên giang hồ đức cao vọng trọng, những năm gần đây không rời cốc, chỉ thích nghiên cứu cầm kỳ thi họa. Đấy, Vô Hà Tử. Đấy thì sau khi mà ông này ông giải độc cho mình xong thì ông nhận mình làm đồ đệ. Đó, cho nên mình trở thành đồ đệ. Đây, độ thân thiện là 72. Thì sau khi mình trở thành đồ đệ xong thì mình phát hiện ra là trong cốc còn có một thằng nữa là Kinh Cức. À, ok, độ thân thiện 20. Đây, Kinh Cức, nhị đệ tử của Tiêu Dao Cốc đời thứ tư, thân thế không rõ, say mê thần binh lợi khí, chuyên tâm luyện công phu đao kiếm phối hợp càng thêm uy mãnh, thường cùng sư huynh được hành hiệp trượng nghĩa, nhưng danh khí không bằng đại sư huynh, cá tính kiêu căng, lời lẽ cay độc, kỳ thật tâm địa không xấu. À, tức là gì ta gọi là khẩu xà tâm Phật. Thằng này chính là nhị sư huynh của mình. Đây, Cốc Nguyệt Hiên là đại đệ tử, đây là nhị đệ tử, còn mình Gia Cát Quân là tam đệ. Đấy, là ba huynh đệ. Còn trong cốc còn có một người nữa là Lão Hồ, ông này họ Hồ. Đây, ông này là một lão bọc quản gia Tiêu Dao Cốc, thường ngày thu xếp chuẩn bị các sinh hoạt trong cốc, vô cùng am hiểu về rèn đúc, thường chế tạo binh khí vật dụng đem bán, duy trì chi tiêu trong cốc, thân thế không rõ, tựa hồ gia đình danh tiếng sâu xa, có lãnh nguyệt bảo đao gia truyền, thực lực đao pháp cực kỳ thâm hậu. Đó. À, nếu mà ai coi Tuyết Sơn Phi Hồ thì sẽ biết Hồ Phỉ là cầm cây lãnh nguyệt bảo đao đấy. Nãy giờ mình chưa test âm thanh. Ok ok. Đấy, ông này là có là hậu duệ của Hồ Phỉ ấy, trong Tuyết Sơn Phi Hồ đấy.
Hồ Nhất Đao Miêu Nhân Phụng rồi. Đó là Lão Bọc, ông này võ công rất là lợi hại. Thì mình đang ở trong cấp, đến một ngày đẹp trời thì bị một cái thằng tên là Hoàng Lạc đến cầu cứu. Thì vì cứu thằng đó mà mình mới xích mích với một con tên là Tần Hồng Thương. Tần Hồng Thương thì con đó là đường chủ của Phích Địch Đường. Thì sau này mình phát hiện ra thằng Hoàng Lạc nó là một người xấu, cho nên là mình mới đi đa bắt nó. Thì hỗ trợ con Tần Hồng Thương đi bắt nó. Thì bị dính vô một cái bẫy, hai đứa bị nhốt trong phòng và bị đốt cái căn phòng. Đấy. Nhưng mà rất may là hai sư huynh mình đã cứu, cho nên là sau cái event đó mình có một cái ngoại hiệu đó là Hỏa Thiêu Chân Tướng. Đây, cùng từng cô nương này, đám cháy đào mạng nên dùng người nào thành ngữ hình dung. Rồi ok, mình sẽ để danh hiệu Hỏa Thiêu Chân Tướng. Ủa? Bị lỗi mà thôi. Đây, đó, thì tóm tắt phần trước thì như vậy. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình làm môn hạ của phái Tiêu Dao chúng ta. Đây, sợ. Có vẻ không có gì mới nhỉ. Thì như mình nói là mình sẽ xài một cái trainer để cho chúng ta có thể đủ cái thể lực chúng ta trải chiêm nghiệm hết cốt truyện con game này, thay vì mình mới chơi đi chơi lại nhiều lần. Rồi cho nên mình sẽ chỉnh Infinity cái stamina, cái thể lực. Đâu nhỉ? À đây, anh 57. Đấy. Rồi. Rồi chúng ta sẽ làm những cái việc lặt vặt ở trong cấp mỗi ngày. Đi dạo không có gì hết, chiêu thức. Chúng ta đang luyện Tiêu Dao kiếm pháp, hình như là luyện lên tới tầng thứ 9 là maximum đúng không nhỉ? Đâu còn luyện được nữa. Phải không? Như luyện đây là maximum rồi. Cho nên mình sẽ quay qua mình luyện quyền pháp. Đấy. Rồi mình sẽ luyện nội công. Rồi tranh thủ làm mấy cái việc lặt vặt ở trong cốc. Thì để coi, hình như là luyện quét dọn thì sẽ tăng cung pháp. Đây, luyện gánh nước thì sẽ tăng cước pháp. Còn luyện bổ củi sẽ tăng đao pháp. Luyện giặc vũ sẽ tăng chỉ pháp. Còn luyện pha trà sẽ tăng trà đạo. Mài mực thì tăng cái gì? Như cái này mình chưa thử không? Nó tăng cái gì đây? Thư pháp, hội họa, tăng hai cái đó. Đây hội họa, đây thư pháp. Ok. Đây, ta nghỉ ngơi. Gì đây? Quân Nhi, ngươi đi vào Tiêu Dao Cốc cũng đã một thời gian, vốn ngươi không có chút căn cơ võ học nào, vì muốn ngươi một lòng chuyên chú luyện công. Sư phụ cũng không yêu cầu ngươi việc sản xuất trong cốc. Trong cốc cũng có việc sản xuất. Đương nhiên, không lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta có tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng sao đây? Đây là cái câu hỏi mà rất là nhiều người coi phim kiếm hiệp thắc mắc, đó là các vị đại hiệp của chúng ta sống bằng cái gì? Đó. Chắc chắn không phải là gửi tiết kiệm ngân hàng rồi. Đấy, thật ra là các môn phái thì thường sẽ dựa vào thứ nhất là phí bảo hộ, tức là bảo kê á, bảo vệ cho các làng trấn xung quanh tránh khỏi giặc cướp. Đó. Ngoài ra thì còn có nhiều cái nguồn thu từ những cái hoạt động sản xuất khác. Đấy. Đây. Thì ở trong cái phái Tiêu Dao này thì hiện thời bây giờ là Lão Hồ á, thì ổng rèn vũ khí, công cụ, dụng cụ để buôn bán. Còn đại sư huynh thằng Cốc Nguyệt Hiên á, thì nó lên núi nó đi săn, đi hái thuốc. Thằng nhị sư huynh á, thì thích động thương động đao, cho nên là hay tới quan phủ để coi là có lùng bắt tội phạm nữa không, thì đi bắt tội phạm lãnh thưởng. Đấy, thợ săn tiền thưởng đấy.
À, ngoài ra thì thằng Kinh Cước còn làm thuê, làm bảo tiêu đó. Rất là nhiều công việc để chúng ta làm. Thì chắc là bây giờ mình sẽ chọn một cái công việc gì đó để mình làm trong cốc này. À, ông này ông nói đó, Phái Thiêu Lâm này chuyên môn đi bán rau. Trở lại chuyện chính, hôm nay người... À, mình có thể chọn bất kỳ cái việc gì để mình làm, miễn là hỗ trợ vô cái kinh tế của môn phái. Ok. Có gì để mua không nhỉ? Ai cho mình thêm cuốc sẻng để mình đi thu thập đây. À, bây giờ anh em muốn mình làm nghề nào? Đá gì để mua nhỉ? Mua được củ chuyển hoàng hùng đen. Mấy cái không xài chứ mình bán bớt nhỉ? Thôi à, để đi, khi nào cần rồi bán. Rồi, đầu tiên là mình đi dạo trước, coi có gì không. Đây, rừng rậm có event nhé. Mình sẽ coi là event gì. Lưu cái. Đây, mình sẽ vào rừng dạo chơi. À, khi đi vào rừng chúng ta gặp hai người. Một lão hòa thượng, một thằng nhóc. Đại sư chúng ta gần đây tập được một bài thiền kệ, nhưng khổ nỗi không hiểu nhờ đại sư khai mở. À, Giang thí chủ, thằng này họ Giang. Kẻ ngữ này nói: trường trường tam xích dư, úc úc phúc thanh thảo, bất tri hà đại nhân, đắc kiến thử tùng lão. Đeo hiểu. Đây ý nói một cốc cây tùng nho nhỏ đã bao hàm vô vạn hy vọng. Mà đây cũng chính là biểu tượng Phật tính là sao? Phật tính chính là vô hình vô tướng, cho nên là chuyện nhỏ. Ơ à. À, hai người này đang thọ giáo nhau về chuyện Phật Pháp. Hai người này nói chuyện như phê cần, đi qua xin ít cùng phê cho vui vậy cả trưởng. Tại hạ Gia Cát Quân vừa rồi nghe hai vị đối thoại, cảm giác giàu triết lý sâu xa mới mạo muội đến xin đối thoại với hai vị. Muốn cùng hai vị quen biết một chút, không biết hai vị xưng hô thế nào. Vị này chính là trụ trì của Lạc Dương Bạch Mã Tự, người người đều gọi là Linh Tướng Thiền Sư. Linh Tướng Thiền Sư chào ngài. A-di Đà Phật, thí chủ Vạn An. Còn tại hạ họ Giang, tên một chữ Du. Đó là Giang Du. Cái tên nghe nó chói tai nhỉ. Chào Gia Cát Huynh. Giang Huynh hân hạnh hân hạnh. Hôm nay có may mắn được gặp Linh Tướng Thiền Sư cùng Giang Huynh, lại nghe được hai vị một phen thật là phúc khí của ta. Thí chủ nói quá lời, ngã Phật chính là dạy bảo người ta trừ ác làm thiện. Thiền môn kệ ngữ cũng có thể gột rửa tâm linh, mở ra lĩnh ngộ đối với vạn sự vạn vật. Ôi, Gia Cát Huynh, tiểu đệ năm nay vừa mới tròn 14 tuổi, xưng hô là Giang Huynh, tiểu đệ bạn bè không gì. À, thằng nhóc này rất là nhỏ, nhưng mà lịch sự mình kêu nó Huynh thôi. Như vậy Ngô Huynh liền xưng hô ngươi một tiếng Giang Hiền Đệ, nghĩa không ra. Ờ mà mình mấy tuổi nha? Mình chơi tới bây giờ mình đếm thì mình mấy tuổi luôn. Lát kiểm tra coi. Đối với Phật lý lĩnh ngộ thấu triệt. À, thằng này là sống ở Lạc Dương, thường xuyên chạy anh Bạch Mã Tự nghe giảng về Phật Pháp, nên là có giác ngộ Phật Pháp rất là cao. Ờ, nó kêu lần sau nó có tới Lạc Dương thì tới nhà nó chơi. Rồi mày không nói tao nhà mày là ở đâu, tên là gì, sao tao kiếm. What the hell. Ờ, nó cho mình biết cái nhân vật của mình bao nhiêu tuổi nha. Ờ mà mấy đứa này nó đâu để đâu sao biết. Đúng rồi, không có để tuổi. Ngộ tính mình lên được 71 rồi nè ngon. Trò chuyện với hai người đó ngộ tính tăng 10 vài cái chữ.
Ơi, đi chơi trong rừng rồi còn điểm nào nữa không? À, đi hành nghề. Bây giờ mình làm nghề gì nhỉ? Săn thú, câu cá, hái thuốc. Cho mấy nghề này mình vẫn thích đi săn nhất. À, đi săn đi. Đây, mình có cái cung xịn nè. Này bắn như 5-6 mũi tên gì con gấu chết à. Nhưng mà được cái nó bắn nhanh. Nhiều khi mình bắn chậm một chút mà nó tốt hơn là mình bắn nhanh đấy. Ồ, thì này bắn khá ta. Được cộng điểm khá nhiều nè. Đó. Đó là sẽ đi săn tiếp. Chiêu thức chúng ta tiếp tục học tiêu gia quyền pháp. Rồi, đại công. Đại công dẫn tầng thứ 7, ráng học lên tầng thứ 9. Bây giờ mình luyện cái gì nhỉ? Chắc là lại đi mài mực rồi. Để giỏi cầm kỳ thi họa hay sao? Hay là làm gì? Đi mài mực tiếp đi. Rồi ok, qua ngày. Đó. Như là rèn binh khí, là lão hồ đang rèn binh khí. Đúng rồi, đang rèn sắt. À, đây là lãnh nguyệt bảo đao nè, của hồ phỉ nè. Đây là thanh minh kiếm. Nghe quen quen. À đúng rồi, thanh minh kiếm là của Tôn Quyền thời Tam Quốc nè. Ông này ông rèn lại. Thanh minh kiếm. Nhất là Bạch Hồng, nhị là Tử Điện, tam là Tịch Tà, tứ là Lưu Tinh, ngũ là Thanh Minh, lục là Bạch Lý. Tên những thanh kiếm nổi tiếng nhất đó. Đây là gì? Đây là Can Tương. À, Can Tương Mặt Tà nè. Mọi người biết câu chuyện Can Tương Mặt Tà không nhỉ? Can Tương Mặt Tà, câu chuyện rất là nổi tiếng về ngày xưa người ta rèn vũ khí. Đó là thời Xuân Thu nè, lúc mà đúc kiếm sư Can Tương phụng mệnh Sở Vương đúc bảo kiếm nè. Thế nhưng là đúc 3 tháng rồi sắt nấu chảy trong lò không được. Tức là có một cái loại sắt mà nấu hoài nó không được. Kim loại không cách nào hòa hợp, bảo kiếm từ đầu đến cuối đúc không thành nè. Lúc này vợ là Mặt Tà mới hỏi nè, sắt trong lò không thể nấu chảy làm sao bây giờ? Can Tương trả lời, thời cổ đúc kiếm đại sư Âu Giả Tử đúc kiếm nè, sắt trong lò không chảy.
Vì vậy gia đình nữ nhân tế thần lửa sau đó đã rất mau chóng thành công nè. Bạc Tà nghe vậy mới giúp Can Tương nè nhảy vào lò nung sắt, dùng người để luyện kiếm. Thì lúc mà Bạc Tà nhảy vô thì thanh kiếm nó mới luyện thành. Nghe nó hơi thần thoại nhưng mà nó có lý do của nó nè, ông này ông giải thích nè. Đó, tại trong xương người ấy, nó có một vài cái thành phần đặc thù có thể hấp thụ tạp chất, cho nên là quá trình mà đúc kiếm nó mới hoàn thành được, tức là nó sẽ hút hết cái tạp chất để lại còn sắc nguyên á. Thật ra là chất đó là chất gì? Chất đó chính là chất vôi. Đó, cho nên sau này người ta biết cái đó người ta bỏ vôi vào chứ không cần phải bỏ người vào nữa, trong xương ấy. Đó, một bài học cho chúng ta, bài học về rèn đúc binh khí cho chúng ta. Rồi hết chỗ để chúng ta đi dạo rồi. Rồi hôm nay chúng ta sẽ làm nghề gì nhỉ? Mình biết rèn binh khí nè, mình có nên rèn không? Đây, có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể rèn được nè. Rèn côn, rèn kiếm, rèn đao. Mình chưa được, mình có thể rèn ba loại là đạn kiếm, trường kiếm và trọng kiếm. Đó, mình ra mình nghiên cứu rồi. Đâu, phần rèn đâu. Đạn kiếm nè, trường kiếm nè. Trường kiếm là sát thương là 25. Còn nếu mình rèn trọng kiếm thì sát thương là 45, phòng ngự là 30, ngon. Ồ, nhưng mà vẫn chưa bằng cây này vẫn ngon nhất. Kiếm này vẫn ngon nhất. Ai rèn côn ta? Rèn đao cũng được nè. Liễu diệp đao lực nè, 60. Rèn cho lên kỹ năng cũng được. Rèn đao nhỉ, liễu diệp đao. Liễu diệp đao thì cần có 6 quặng sắt, 5 quặng đồng và 1 hắc tinh. Như không đủ, 6 quặng sắt đủ nè, quặng đồng đủ, hắc tinh cũng có. Vậy là mình phải đi đào khoáng rồi đó. Đây, đi đào khoáng, kiếm đồ về rèn. Nó chơi cái trò này khó. Thật ra trong mấy cái mini game thì vẫn ngán cái câu cá nhất. Trời, cái đó nó câu nó buồn ngủ. Mấy cái mini game mà nhanh tay lẹ mắt này thì nó đỡ. Khó quá. Có ai chơi trò này giỏi không? Nhưng mình chơi trò này rất là ngu nha. Cái trò mà đập chuột chuỗi nè. Chơi trò này phải phản xạ lẹ lắm. Nó đập một cái là hụt. Rồi, chúng ta được đào khoáng rồi nè. Vẫn thiếu hắc tinh. Vẫn thiếu hắc tinh. Rồi khó đó. Nợ công lên được 8 tầng rồi nè. Thư pháp với lại hộ họa vẫn 4 mà. Luyện tiếp. Đây, nhân vật của mình nè. Bữa nay máu là 1.900, nội lực 1.000 rồi. 3 ngày. Cái gì đây? Tam thiếu gia, hôm nay ta dạy ngươi một chút liên quan tới kỹ xảo nấu nướng. Hôm nay được học cách nấu ăn.
ngon. À, mình mới biết thêm một cái mới nữa. Đó là học về nấu ăn. À, hay là mình mua hắc tinh trong đây ta? Hỏi còn phải đi ở trong đây nó không bán. Hắc tinh là cái gì nhỉ? Biết luôn á. Lông cốt. Hắc tinh là thạch anh đen hả? Có thể. Mua thử một cục coi. Có gì mình nghe ai được không, nghe đỡ. Yến hoa này ăn được à? Tổ yến à? Nội lực tăng 10, ăn luôn. Mực rắn, ui quất luôn. Lập nhung, ăn đồ bổ hết. Nhai nhiều đồ bổ cho nhân vật nó mạnh. Giờ nè đi dạo. Rồi chúng ta sẽ thử rèn trước. Chưa được. Vẫn thiếu. Bao nhiêu phần hắc tinh nhỉ? Rồi. Ủa 5 cục hắc tinh lận. Hai mươi quặng sắt, 10 phần quặng đồng, 5 phần hắc tinh. Trời ơi. Nè 20 sắt nè, 10 đồng nè. 5 hắc tinh nè, mua đi cho nhanh. Rồi được chưa? Điệt. Hay là kỹ năng chưa đủ ta? Ồ nhưng mà được cái này nè. Rèn cái đao đỡ đi. Có thể cái kia chưa đủ. À mình biết cái trò này. Trò này tức là đẩy sao cho nó được cái gì nè. À được ra cái cục kia. Để xuống. Đó, đúng rồi phải. Khó ta. Tức là mình phải di chuyển sao cho nó được một cặp á. Chết, lộn rồi, lộn. Ok, ok, được, rồi, 5. Đây, ra được một cây đao. Ngon. Nhiều trò rồi, liên tiếp quyền pháp. Rồi, luyện công tiếp. Thư pháp nữa à? Chơi luôn. Hôm sau mình sẽ thử nghề nấu ăn nha. Gì đây? Hôm nay là giao thừa nên phá cũ xây mới. Mọi người quét dọn thật tốt. Ôi, năm mới rồi à? Thằng kia chắc trúng việc.
Chị dọn kho, dọn dẹp nhà cửa, ăn mừng năm mới. Cấp Nguyên Khiên này có vẻ rất là chu đáo, rất là thương các sư đệ. À, có một cái rương chứa những cái bức họa do Đan Thanh tiền bối vẽ. À, vẽ về kinh cức chứ là Cấp Nguyên Khiên hồi còn nhỏ. Đây là Cấp Nguyên Khiên nè, hồi nhỏ nè, đi ra hồ chọc cá. Sau đó phát hiện một cái gì đó trong bụi gai. À, là một đứa nhỏ, thằng Kinh Cất đây à? À, đúng rồi. À, thằng kia cũng bị ba mẹ vứt bỏ. Đúng rồi, ba thằng là mồ côi hết. Cái có Nguyên Khiên nắm ôm mình Kinh Cất về đi chung với ông Đan Thanh. Thế trong một ngày á là ông Vô Hòa Tử có luôn một tri kỷ với lại một đồ nhi nữa. Thằng Cóc Nguyệt Hiên nó ôm thằng kia và thằng kia nó ị đùn đó. Thằng Cóc Nguyệt Hiên nó cứ kêu là kinh cức tức là cứ không nhìn kinh quá. Cái nó cứ kêu kinh cức về ông Vô Hà Tử đặt tên thằng kia là Kinh Cức luôn vậy cả trưởng. Bét tên. Nó bừa thiệt. Nghe từ nhỏ là thằng Kinh Cức từ nhỏ nhỏ xíu luôn là nó rất là quậy, đạp có một khiên rồi bứt rau sư phụ nè. Từ nhỏ là không sợ nóng, không sợ lạnh nè, không thích mặc quần áo, thích cởi trần phong phanh. Cái này là Đan Thanh vẽ là hết. À, tức là mấy cái này là thằng Kinh Cứ cái đem nó giấu. Bây giờ ông này ổng mới mò ra. Ông Hòa Tử thì ổng rất là trân trọng với cái bức ảnh tranh này. Thằng Kinh Cức thì nó quê nên nó muốn giấu. Nói chung là một cái môn phái rất là hạnh phúc. Bốn thầy trò coi giống như là một gia đình vậy, rất là hạnh phúc. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ thử nấu ăn. Ok. Minigame này mình nhớ nè. Ví dụ bây giờ ở đây nó có ba cái loại cơ bản là muối, rong biển với ớt. Thì bây giờ mình sẽ nêm vô mấy món ăn này cho nó hoàn chỉnh. Thì ở đây là cần hai muối ăn đúng không? Vậy là mình lấy 7 rồi chia 5. Đó, chia ra thì còn lại này bỏ vô. Rồi ở dưới là 5 đúng không? 5 muối, 5 muối tôi bỏ vô đây đó. 7 rong biển, 7 rong biển thì 7 rong biển thì đầu tiên là lấy 5 nè.
Bởi ớ lộn nhầm đây lấy hai chứa còn năm muối bỏ đây đi rồi hai muối đó là 9 muối còn đây 3 muối hả 3 muối lấy nè chia nè còn 3 muối rồi hết cần muối bỏ thì có thời gian từ rong biển 5 còn 3 hả chia ra rồi bỏ vô đây nhanh lên 5 rong biển 4 rồi rong biển 2 rồi bỏ rong biển 1 lộn rồi lâu quá không chơi cái trò này lộn lại nha quên mất có thời gian từ ồ cái này nó số nó đổi rồi ok không sao đầu tiên là muối 5 nè rồi muối 8 nè không mình nghĩ là mình nên làm xong một món nó sẽ dễ hơn nha bỏ nè ok này rong biển 4 nè ớt nè rồi xong một món đúng rồi mình làm từng món nó sẽ dễ hơn là mình làm kiểu đó từ bỏ đi rong biển này chia 3 là còn 5 nè cái này ớt 6 thì mình lấy 2 muỗng 3 đó xong 2 món rong biển 6 ok này 7 thì ê không phải phải lấy ớt nè 7 thì rồi xong còn này cái này lấy 3 lần mỗi lần 3 muỗng 3 muỗng đúng rồi rồi trái ớt rồi xong ôi trời đấy cách nấu ăn là như vậy chú thức phải học viên pháp tiếp rồi nội công chưa lên maximum nữa ta rồi mình đổi cái gì khác đi nhỉ chứ cứ đi bàn mật hoài à để coi rồi thân mật là 52 nè mình nghĩ là mình nên cải thiện cái mối quan hệ với thằng Kinh Cất một chút như đi bổ củi là sẽ cải thiện mối quan hệ với nó bổ củi đi đúng rồi tăng 6 hảo cảm ok rồi có gì mình ăn được không ăn hết này chế đồ ăn ăn vô tăng chỉ số mà nên là cứ chế ra đây là nguyên liệu à tới chúc tết chúc tết sư phụ à sư phụ tặng tiền lì xì ồ tặng cho 10.000 vàng gắt sư phụ vì lì xì gắt phải chữ tặng chữ à à tặng 3 đứa chữ hiệp tức là muốn 2 đứa là phải hành hiệp trượng nghĩa trở thành một đại hiệp đấy hả à
ông này cứ năm nào ông cũng có nhiêu đây, ông nói đi nói lại hoài, mà giờ thằng này nó thuộc luôn, nó nhớ luôn, hai người kia xúc động nhớ được mấy cái lời văn chương của ông. Bốn đề trò vui. Hình như năm mới mình, đúng rồi đây, đúng rồi, năm mới là có bán đồ mới nè. Đầu tiên là mua một cây cung xịn trước à, có bán trà nè. Đó, rất là nhiều loại trà. Bán rượu nè. Mua trà mua rượu uống nhè. Mấy khí. Tiền quá trời. Mấy cái này thì mua làm gì thì mình không biết, mình khỏi mua. Này hộp đồ. Ồ bảo vật cô 20.000 tiền. Coi có bán gì bán bớt đi à, để xài cái đã. À, uống rượu mình tăng cái tửu lượng nên là uống. Ồ tăng trà đạo luôn mà. Đó, có được cái cung xịn. Chỉ số làm sao ta? À, trà đạo 32, uống rượu 8. Ui xời. Nhân vật của mình uống rượu tệ nhỉ. Giống mình ngoài đời. Bán cung gỗ đi cho rồi. Giờ đâu xài cung gỗ nữa. Hồng hoa cung bán luôn. Cần câu gỗ bán một cái. Đây này bán hết. Kiếm này không xài. Đao rỡm không xài. Còn lại ok. Được cũng 15.000. Cái hộp là gì ta? Mở ra thử. Mở ra một cái tam thải vũ sĩ dũng. Tượng hả? Tượng có chức năng gì? Để biết. Đấy, đi dạo. Ồ, nhưng mà đi dạo được 3 nơi luôn nè. Xếp cá. Số 6. Đầu tiên đi dạo tiêu vô cốc coi. Gặp sư huynh nữa. Sao tài sư huynh nè, ngon. Để coi bây giờ mình đánh lại cấp Nguyên Hiên chưa. Một năm trời luyện võ ở tiêu giao cấp, liệu có đánh lại có mì hiên không? Đấy, chúng ta có được 2 chiêu. Ồ, khoảng cách xa quá. Đấy. Thằng này cũng đánh cận chiến, hình như chỉ có thằng kinh cức là đánh xa à. Đây. Ôi trời, đẹp. Có nhiều máu thế. 3.000 máu. Mình có 2.000 máu à. Trời nó đánh kìa. Sư huynh đúng là sư huynh. Trụ nổi không? Trụ né hết luôn. Đi.
Kinh quá, kinh quá. Trời ơi, chịu không nổi. Vẫn chưa đánh lại sư huynh. Rồi dòng quanh tiêu cốc rồi, bây giờ mình vô rừng mình chơi thử. À đi tắm, vô rừng tắm. Ồ, tiếng đàn à, hay vậy. Ồ, hay thế. À, tiếng đàn tranh á. À, đi xem ai. À, có một cô nương đánh đàn. À, Tiên Âm. Ồ, tên đẹp kìa. Công tử có thể gọi ta là Tiên Âm. Người ở đây đều gọi ta như vậy. Thôi xin nhờ chị đánh đàn đó. Đệt. Phải thi trắc nghiệm. Nếu có thiên phú thì mới được nhận làm học trò của Tiên Âm. Ôi dồi ôi. Tiếp nhận khảo thí. Giờ phải nghe nè. Ai mà rành nốt nhạc thì nghe được. À, cái này là Xuân Chi Khúc. Nhạc vui nè, nhạc vui xuân. Ok. Còn cái này là Hạ. Hạ thì nghe nó sôi động hơn. Nó sôi động. Mùa hè là mùa vui chơi mà. Còn đây mùa thu. À, mùa thu thì nghe nó sẽ hơi lạnh lẽo, nó hơi buồn buồn một chút. Ồ, cái này mới là lạnh lẽo nè. Đông, đông nghe nó rất là cô đơn, nó rất là... Ok, đã nghe. Cái này là xuân đúng không? Chết cha, cái này là xuân hay là hạ ta? Cái đoạn vừa rồi là xuân đúng không nhỉ? Mình nghĩ là xuân. Ờ, à, tốt, 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 đúng, đúng. Đó, được duyệt rồi đó. Đấy. Khi nào kỹ năng ngươi đủ cao ta lại dạy ngươi vài khúc nữa. Hôm nay dạy là được, ok. Đó, Tiên Âm đã nhận mình làm học trò môn dạy đàn. Đấy, sau này mình có thể mua rượu ở trong đây nè, uống để tăng cái tửu lượng. Nhân vật mình tửu lượng thấp quá nhỉ. Phải mua rượu uống rồi. Ồ mà tốn tiền quá. Tốn tiền quá. 1.200 bình. Đi dạo tiếp. Ra bờ hồ. Bờ hồ nước đen ngòm. Ồ, một người đang luyện thư pháp. Ồ, ông này rửa bút mà nó đen nguyên cái hồ luôn, xạo chó. Ông viết nhiều tới đó mà ông rửa cái bút lông của ông. Nó đen hết nguyên cái hồ luôn. Thư sinh. Đây là thư sinh. À, ông này cũng biết cái sư phụ mình. À, ông này cũng ở Vong U Cấp nè. Sư phụ mình cũng đang đi chúc Tết Vong U Cấp nè.
Ê, đó, ông này nói là nếu cần thì có thể tới Vong U Cấp kiếm ổng, ông sẽ dạy cho thư pháp. À, còn mời mình so tài cao thấp. Ok, muốn đánh thì đánh. So tài. Muốn đánh thì đánh thôi, đơn giản mà. Hư sinh. Ồ, này nó cũng cỡ cỡ Cốc Nguyệt Hiên đó. 4.000 ba máu còn mạnh hơn Cốc Nguyệt Hiên nữa. Thằng này đây, hư sinh thuộc Vong U Thất Hiền, 7 người á, à là ở Vong U cấp tới 7 người á. Vậy là có Đan Thanh là họa nè, thư sinh là thư pháp nè. Vậy chắc là có gì ta? À, Tiên Âm, đúng rồi, Tiên Âm chắc là cầm nè. Vậy còn Kỳ, họa à, họa là Đan Thanh đúng không? Cầm, Kỳ, Thi, họa. Vậy có Thi, họa, cầm rồi còn một người đánh cờ nữa. Còn ba người kia là cái gì nhỉ? Gì đây? Trên đấy. Ơ? What? Ơ? Gì vậy? Ủa? Sao mình di chuyển được? Đoạn gương. Ồ, ghê vậy. À, chiêu của tên này là có kỹ hiệu ứng đoạn gương là mình không di chuyển được. Ôi trời ơi, kinh đấy. Ồ, không di chuyển được là sao mà đánh. Bố đời vậy. Đề. Ôi chà, chiêu có vẻ khó chịu nha. Ồ, nó không cho mình di chuyển sao đánh. Đù. Kinh đấy. Lại thua. Vâng, chúng ta đã có võ công, chúng ta vẫn đánh không ăn ai. Đang dạy, đang gáy, đang gáy. Võ công tên này được sáng tạo ra bằng cách là ngày xưa toàn bảo vệ mấy người đẹp nên là tự nghĩ ra một chiêu võ công như thế này gọi là hộ hoa. Ô, ngon vậy. Ô, truyền cho mình cái chiêu cái võ công nãy kìa. Được á, cái nó mạnh đấy. Thiết cốt phiến hả? À, ngon. Dạy cho mình võ công quạt hả? Thiết cốt phiến. Nhưng mà mình đâu có vũ khí về quạt đâu. Ở đây nè. Gắn vô. Ồ. Quạt hả? À, phiến rồi. Phiến là nó làm nhóm nào vậy? À, đoản binh hả? Đây nè, được
ba chiêu hả? Ngon hả? À, được. Rồi, học chiêu đó đi. À, mình chế được gì không? Cũng như đó. Mình chế được gì mới? Chưa đủ đồ thành thạo. Bây giờ mình chế gì nhỉ? Nấu ăn hay là mình làm gì? Hả? À, kỹ nghệ của mình coi. Đào khoáng 20 nè, săn thú 30, câu cá 21 nè, hái thuốc 13, chế thuốc 16, rèn đồ là 29, giám định 2, nấu ăn là 38. Mình nên đi theo đường nào nhỉ? Mà đi săn kiếm tiền dễ. Về mua đồ chế vũ khí. Đây, mới có cung xịn luôn. Úi chà, cung này bắn ngon thế. Bắn rất là ngon. Nó bắn nhanh á, cho nên là mình bắn được nhiều. Ồ, cái cung nó bắn đã nha. Hiệu suất cao hơn hẳn luôn. Ồ, chiến này có vẻ bắn được nhiều á. Ồ, bắn không kịp con gấu. Sắp chết rồi, mũi nó chết. Ok, bắn ngon. Được 34 rồi nè. Bắn đó nhiều mình tăng khinh công luôn á chứ. Được. Coi có mua được quặng quý vậy? À, chưa mua được. Rồi, luyện giỏ. Đây, chúng ta sẽ luyện cái giỏ mà mới. Ủa? Vậy là 10 mới là maximum mà, hồi nãy tưởng 9. Ok, vậy là 10 maximum. Rồi, chúng ta luyện phiến, luyện quạt. Đó. Kinh. À, quên, luyện lần nữa. À, nãy công. Để nhắm mắt tần luôn. Rồi mình sẽ không có cái nào tăng đoản binh nhỉ. Mối quan hệ mình với lại mấy này sao à? 28. Ở đây nè. Có thư sinh nè. Tiên âm nè. Giang Du nè. Ờ, chắc là mình bổ củi tiếp hề. Tăng hảo cảm với lại thằng kinh cức. Bổ củi thì nó sẽ tăng đao pháp. Mới kệ đi. Chúng ta đi dạo tiêu yêu cấp tiếp. Này gặp sư phụ. Người này nắm việc ý quyết của việc mày mực với ghê chứ. Ồ, lại đây có giỏ mới nè. Tiêu yêu phiến. Ủa là quạt luôn hả? Mới học được cái kia rồi xong rồi học cái này nữa. Hai cái đều là quạt.
Ông dùng quạt ông đánh mẫu cho coi. Hợp nè. Tức là đánh quạt là cần khinh công, mà mình học cái kiếm pháp của Phái Tiêu Gia nó cũng tăng khinh công, nên bây giờ mình học tiếp đường quạt rất là hợp. Hả? Ngon. Vậy tiếp tục phát huy thôi. Ủa nhưng mà cái tiêu dao phiến với lại cái kia cái nào ngon hơn vậy? Cái đào hoa phiến với cái tiêu dao phiến. À, cái này đẳng binh 3, cái này đẳng binh 1 nè, cái kia ngon hơn. Đào hoa phiến ngon hơn. Thôi học tiếp cái kia đi. Khoan, sinh hoạt trước. Mình lại đi gì đây? Ăn thú 34 rồi. Giờ hết hết mua quặng để rèn đồ rồi, nó quặng nó hết bán. Đi đào khoáng à? Kệ đi đào khoáng cũng được. Nhanh tay lẹ mắt lắm luôn á. Ủa sao nó có hai loại quặng người ta? Này thấy cái bảng nó nhiều lắm mà. Là cái kỹ năng khai khoáng mình nó còn thấp. Ê, rồi có cái hộp là hộp. Tăng ngoại công. Rồi học tiếp. Đào hoa phiến. Ngoại công. Lên mắt luôn, lên 10 luôn. Ảo cảm nhiêu rồi? Ảo cảm 34 rồi nè. Ổn quá chứ. Hình như gánh nước là tăng luôn hai thằng. Ok, gánh nước đây. Tăng luôn cốc một khiên với kinh cức. Đúng rồi. Rồi, qua ngày. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Ai biết Tết Nguyên Tiêu vì sao mà có Tết Nguyên Tiêu. Kinh cức không biết. Ủa? Mình biết à? Ồ, có đáp án nè. Tết Nguyên Tiêu là ngày Hán Văn Đế quét sạch họ Lữ. Tết Nguyên Tiêu là kỷ niệm nhà thơ yêu nước Quốc Nguyên. Tết Nguyên Tiêu là đuổi sạch các loài thú. Đẹp là cái nào? Google. Tết Nguyên Tiêu. À, nguồn gốc Tết Nguyên Tiêu đó. Nguồn gốc Tết Nguyên Tiêu. Mình cũng chả biết Tết Nguyên Tiêu là cái gì luôn á. Đây nè. Có nhiều giai thoại lắm. Nhưng mà có một giai thoại là liên quan tới một con thiên nga trên thiên đình bay xuống nè. Ủa sao nhiều giai thoại ta rồi biết cái nào mới là nó.
Mình đọc hết một dòng và không có cái gì liên quan đến ba đáp án trên hết. Đi. Cuối cùng là cái nào? Tết Nguyên Tiêu hả? Nếu mà trong ba đáp án này mình thấy có vẻ như cái đáp án đầu tiên là nghe nó logic nhất nhờ. Ngày Hán Văn Đế quét sạch họ Lữ. Còn nếu mà kỷ niệm nhà thơ thì tại sao không kỷ niệm vô năm sinh, ngày tháng năm sinh của ổng? Còn đuổi sạch các loài thú là cái gì? Mình nghĩ là cái A nhỉ. Ồ, vậy mà đúng kìa. Đây nè, giai thoại Tết Nguyên Tiêu nè. Vào thời Tây Hán này, gia tộc Lữ Hậu chuyên chính là Chu Bột, Trừng Bình, các cụ thần khởi binh tiêu chư Lữ chi loạn. Ủa, là Lã Trĩ hả? Ủng hộ Hán Văn Đế lên ngôi quét sạch họ Lữ đúng ngày 15 tháng Giêng. Hán Văn Đế liền lấy tháng Giêng 15 định là Tết Nguyên Tiêu để kỷ niệm. Đây là cũng ngày nhà vua thường phục suốt tuần vui chơi cùng dân chúng. À, đây nếu ai biết Lã Trĩ không? Thì như là cái tin tức này nè. Đón đại mà cũng được sư huynh khen là kiến thức uyên bác. Mình đang phân vân là không biết có nên mua cái gì không nhỉ. À, được là đi dạo tôi vô cấp nè. Đẹp trai. Ủa nè, ông đánh cờ đúng không? Chưa tự đánh ông lại. Quốc tẩu, kỳ nghệ cao siêu. Ông sư phụ ông đánh thua hoài, bắt mình vô đánh thế. Mẹ em có người để mình học cờ. Nếu mà mình đi theo ông kia học đánh cờ là mình còn có thể học được công phu phóng ấm khí. Ngon. Có vẻ như là ở vòng U cấp là ai cũng có võ công hết. Ngoài việc giỏi về cầm kỳ thi họa thì ai cũng có võ công hết, mình có thể tới đó mình học. Được. Hôm nay mình học cái gì nhỉ? Rèn được gì? Cái đao có rồi nè, kiếm thì chưa đủ. Hôm nay rèn cây côn đi. Cây côn có vẻ dễ rèn. Dễ nha. Ok, xong cây côn. Thiết côn. Cái côn om ta.
Mình chưa có giỏ công nào xài côn. Côn khá ngon. Sát thương 60 nè. À chà, mình được tặng một cây quạt khác à. Sát thương 35, né tránh 15. Ồ, cây này ngon hơn. Được. Không có danh hiệu nào mới. Rồi, chiêu. Tiếp, học tiêu giao phiến. À, đào hoa phiến. Nã cống. Này chưa full. Học gì gì đây? Nè, bút tẩu nè. Kỳ nghe. Cánh nước tiếp đi. Tăng hảo cảm với lại hai người kia. Rồi, qua ngày. Đi dạo tiếp. Gì đây? Ờ, mình đang luyện đao pháp thì kinh cất tới bắt bẻ. Ờ, nó đòi chỉ điểm mình. Ok, thì nghe. Mời nhị sư huynh trình lý giá. À, bên này đánh với kinh cức à. Thua hai trận rồi đó. Để coi đánh kinh cức đánh lại không. Mà nghiêm đánh không lại quá. Mình xài kiếm này nhờ, cái kia mình chưa học xong mà. Dè, yeah, nó bắt mình xài cái này luôn rồi. Ly 2 ô. Này mới học. Ồ, cái này nếu mà đánh á, những đứa mà có cái kỹ năng đánh xa như là kinh cướp là đánh không lại. Chạy thôi. Ồ, nó giết tới nơi luôn. Đánh lùi kìa. Ồ, nó vẫn đánh tới. Chịu. Trời ơi, đánh lại ai hết. Đè. Không phải là mình sai mà thấy ghét nên nó đánh vãi cả cứ. Được đấy. Thằng gì sư huynh nhớ đấy. Bây giờ mình sẽ xài lại kiếm. Khi nào mà mình luyện xong cái quạt rồi mình mới đổi vào cái quạt. Đợi đấy. Ồ, nay rèn được trọng kiếm rồi nè nhưng mà không đủ đồ. Nó vẫn chưa bán. Đi đào khoáng đi, kiếm đồ về làm cái cây kiếm. Ồ, này lên đồng không vậy? Ở đây, sắt đây. Nó không lên cái thạch anh đen ta. Đây nè, ồ một cục thạch đen. Dạ, lần này đập có vẻ mượt nhỉ. Ồ, xém hụt. Đè.
ba cục. Bắt đầu có thạch anh đen rồi. Một cục nữa, trời ơi. Không sao, hôm sau đi đào tiếp. Thôi, nói công mình full rồi nè. Bây giờ mình sẽ luyện mấy cái khác. Nhĩ công mình mới có 13 nè, mình sẽ luyện nhĩ công. Luyện nhĩ công bằng cách gấp mũi. Gắt không? Ồ, luyện cái lên 25 luôn, ngon. Đi gánh nước tiếp vậy. Wow. Giang Vinh. Ồ, thằng này tới đây à? Ồ, này hôm nay tới đưa thiệp. Tháng sau là đại thọ của gia phụ là cha của con này. Muốn mời Phát Tiêu Giao đến dự. Ờ, dẫn đi gặp sư phụ. Tháng sau đúng không? Tháng sau vậy là chắc là mình còn khoảng 30 tin nữa là mình sẽ đi dự đại thọ đó, mình đoán vậy. Ok, nó vẫn chưa bán nguyên liệu cho mình, trời ơi. Đi dạo tiếp. Ủa, này vô rừng được nè. Hộ pháp. Ủa, hình như Giang Thiên Hùng đó mà. Giang Thiên Hùng là ba của con Giang Du nè. Đó là cái giáo phái này chuẩn bị sẽ phá cái đại thọ đó. Thiên Long Giáo. Ờ, ok, đây là người của Thiên Long Giáo. Đây là hộ pháp Thiên Long Giáo. Gấu. thanh niên tới cứu hộ pháp mới ghê chứ. Úi chà. Rồi, gấu tới giờ. Gấu nó đi được 2 ô à. Ở đây. Ok, để đi mình nâng thêm một tấn. Nó cứ gần người đánh. Đây. Đù. Kính máy. Giờ mới sao. Đánh gấu, ok. Ủa, những hè này không like à? U bảo kích, ngon. Mình phải đánh con này trong vòng 30 lượt. Mà sao? Lên được 300 mấy đàn rồi. Sắp tối. Ta đã bái hạ được môn phái rồi. Không phải là yếu nhất như xưa đâu. Ồ, như là mình đánh mình hút máu luôn phải. Ờ, à, đúng rồi, phải tên nó hồn. Bạo kích kinh đái. Anh hùng đánh gấu. Còn một chiêu nữa.
Đố mì hả? Gặp thủy kính tiên sinh. Hai, à, ok. Thành công. À, chúng ta đã đuổi gấu, cứu được hộ pháp. Tức là mình không biết con này nó là hộ pháp của Thiên Long Giáo, nó tưởng là một cô nương nào đấy, nên là nhảy vô cứu. Muốn rìu qua mắt thở. Im lặng không trả lời. Nó trả lời luôn, chảnh chó luôn. Tên là Dạ Xoa, tên nghe thấy gắt rồi đó. Dạ Xoa dẫn bả ra khỏi rừng. Ổng xém té, ổng được bả giữ giữ lại vậy cái trưởng. Đấy, dẫn bả ra khỏi khu rừng rồi đấy. Khen mình thú vị nhưng mà bà chảnh chó bà kêu mình là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Ý là cái tầm, cái level nó khác nhau. Đấy, về cốc à, đủ đen cái kiếm chưa? Yeah, vẫn chưa đủ. Lại phải đi đào khoáng. Ôi trời ơi. Úi, ngon nè, có thạch anh đen nè. Như là đủ đồ đó. Kiếp đập chuột. Ôi trời ơi. Vậy mà hụt. Cái này bấm nó dễ bị trượt quá. Hay đúng ngay cái ô luôn. Được hai thạch anh đen rồi. Ê đây, thêm một thạch anh đen nữa. Cũng đỡ. Rồi, chúng ta được 4 thạch anh đen. Nó đã chế được đồ đó. Phải luôn con nghe. Cái này fun mà, đủ thể loại mini game quá. Rồi, chúng ta sẽ luyện tiếp đào hoa phiến. Ôi trời ơi. Luyện công. À quên, cái này mình đầy đây. À, để coi, mình luyện ngoại... ấy nhãn công đi. Đây, nhãn công. Nhãn công này nhìn đèn cày. Vậy cả chuyện. Hảo cảm nhiêu rồi ta? Xong 4. Kinh cức 51. À ngon. Ok, tăng hảo cảm cho đại lão hồ. Đi giặt vũ. Rồi, ngon, qua ngày. Ở nay không có like với đạt đạt hả Nhân? Rồi hết cái chỗ để đi dạo rồi. Rồi rèn. Đó, rèn được trọng kiếm. Rèn thôi. Ồ cái này có vẻ khó nè. Yeah.
Ủa, 8 cục này hả? Căng đó. Đù. Khó vậy. Đồ khó nha. Đó, giờ mới được một cục. Nó bắt đầu rối rồi đó. Đấy, mãi mới được 2 cục. Hồi bây giờ được 3 cục, 8 cục luôn. Khó quá. Ô, 5 cục rồi. Còn 3 cục nữa, 78 lượt. Không kịp. Còn 2 cục. Một cục cuối cùng. Đi. Ôi trời, đủ. Khó vậy đấy. Ông mình ơi, má đi về. Trời má, 2048 luôn. Đa dạng lắm. Game play đa dạng lắm.
Rồi, cuối cùng ta đã rèn được một cây kiếm. Ôi giời ơi, cây kiếm nó khó rèn và nó là vải cả đái luôn. Đây, trọng kiếm của Dương Quế đấy. Đó, Dương Quế lúc mà mới học đọc cô cũng kiếm là... Đọc cô kiếm khí á, là cái này nè. Ôi giời ơi. Thôi, mình sẽ luyện nhĩ công tiếp. Luyện nghe. Giặc vũ. Rồi, nhân vật của mình khá trâu bò đó. Wow. Gì đây? Sự kiện gì đây? Đó, Phong Nguyên Hiên rủ mình đi giải sầu. À, thằng này là sát thủ, ám sát một cái người nào đó thì ông này là cứu. Ồ, ông này là thần y luôn á, thẩm đại thần y. Rồi, gặp hai thanh niên bao đồng này vô lại cứu nó cho coi. Ủa, thằng này cũng quen à, thân y tiền bối à. Ok, mình đang có kiếm xịn mà, mình xài thôi. Khoảng cách 3 ô. Tách ra, đúng rồi, tách ra. Địch đông là mình phải xé lẻ nó ra, chứ không có cho nó gom lại. Ấy chà, ba thằng nguyên hàng thẳng hả? Thế là chết tụi bay rồi. Gặp cốc người thiên nữa. Giờ mình mạnh lắm. Chế được cây kiếm ngon mạnh lắm. Bên kia đây có mình hiên lo đi. Là 3 đúng không? Đây, đánh đường này. Đánh liên kích liên tục luôn. Ngon. Không những cốc nguyên hiên là mạnh thiệt. Nên ăn hôi cái. Ui sợ ơi. Mình chỉ support cho nó thôi. Mình có nguyên hiên đánh bốn đó không được hả?
gì ám khí à? Trang lão đại thiện nhân bị hạ độc, ông này cứu. À, ông này là ở Vong U luôn nè, là một trong bảy người đó. Chém gió. À, ủa cái ông kia mới được cứu chết rồi. Vại ca cức, ông kia chúng độc, ông này cứu xong rồi cái em sao chết do Thượng Mã Phong vại cả trưởng. Ai có biết Thượng Mã Phong là gì thì Google nha. À, tức là đúng rồi, ông kia đang trúng kịch độc mà mới vừa hồi phục và làm gì có cái chuyện Thượng Mã Phong chết. Tức là ông thần y á, ông nói là cái này là do một cái tổ chức sát thủ gọi là Thiên Ý Thành ám sát. Đó, ám sát cho ông kia chết xong rồi cái đồn lên phao tin lên như vậy. Đó, giết người xong mà bôi xấu thanh danh. Thiên Ý Thành. Mình tính nhảy vô thì sư huynh nó kêu là đệ còn yếu lắm, đừng có tài lanh. Cũng đúng, yếu thật. Ê chá, lại có khung xịn nữa nè. Ngon. Ê chá, cần câu xịn luôn nè. À, đồ mới hả? Nếu mà lâu lâu mình cũng phải kiểm tra. Ồ, này sát thương 75 nữa. À, mày kiếm để rèn đi, kiếm rèn ok hơn. Quặng. Ai à, thiếu quặng thì có đồ luôn đây. Thuốc men. Rồi à, ok. Mua mấy này. Đáng bất đồ nhỉ. Ok, lô tâm ngố. À, bán bớt cần câu. Có cần câu xịn rồi. Ủa? Cái cung này với cái cung kia chưa biết cái cung nào xịn hơn nha. Cho nên để lại. Bán thịt gà. Đây ta là quan kiếm đàn hồn tán. Ồ, như cái cung này không xịn bằng cái cung kia. Cái kẻ đỡ. Ồ, chưa chế được món gì ok hơn à. Chứ nhiêu đây thôi. Kỹ năng rèn của mình à, như là 41 mình chưa có gì mới. À, test cung mới nhỉ. Mà test cung mới thì hấp tức cung. Ồ. Ồ mà không, mấy cái này mấy con thường mà. Đây thử là thử con gấu nè. Ồ, 4 mũi chết, hình như cây này nó chậm nhưng mà nó mạnh.
đúng rồi, con gấu bắn 4 mũi là chết. Ủa kinh. Ý con gì đây? Ý con chồn á, con mới. Giờ gấu mình bắn có 4 mũi là chết rồi. Ồ con kia nó nhanh quá. Cái con chồn nó không dữ lắm nha. Nó nhỏ xíu à, nhưng mà nó có thể đánh với bất kỳ một cái con vật ăn thịt nào. Con chồn không dữ lắm. Ok. Cái cung mới săn cũng ok đó. Bây giờ nó chậm nó mạnh. Học tiếp đào hoa phiến nha. Hy vọng có thể học kịp cái môn này trước khi tới lễ mừng thọ. Rồi. Rồi mình tăng cái gì ta? Tăng linh hoạt đi. Ok. Thôi. Hảo cảm. Đây mở ra khá nhiều nhân vật rồi nè. Hôm nay 45, sư phụ là 81, này 51, này 64. Gánh nước cái nhà. Ok. Rồi, ok, ngon. Nay mà trên đây nha. Được bao lâu rồi? Được tiếng 50 phút rồi. Rồi, nay mình kết thúc ca 1 sớm. Sẽ có một món quà bất ngờ dành cho anh em ở ca 2. Chúng ta cùng đón xem, sẽ quay lại sau khoảng 20 phút nữa. Bye bye. À quên xếp game nữa chứ. Quên xếp game thấy mẹ luôn. Xếp game. Rồi bye bye. Chào tạm biệt anh em.